Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang đặt ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong giai đoạn trước mắt và định hướng lâu dài. Theo đó, Hà Nội sẽ bổ sung 9 khu công nghiệp với diện tích hơn 2.900 ha, triển khai trong giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bên cạnh đó phương án phát triển cụm công nghiệp năm 2030 thành phố đã gửi văn bản xin ý kiến bộ công thương về kế hoạch dự kiến thành phố bổ sung 174 cụm công nghiệp tổng diện tích hơn 5.800 ha. Hiện Hà Nội có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích sử dụng đất là gần 1.400 ha, vốn đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp là 139 triệu đô la Mỹ và trên 6.000 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy diện tích đạt gần 100%. Vừa qua Hà Nội đã chính thức tra quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khu công nghiệp Đông Anh quy mô hơn 6.300 tỷ đồng cho Vinaconex.